Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Theo thực dưỡng để phục vụ nghề múa. Giống như mọi người đều có ước mơ, nhưng có lúc Lâm Tố Như nghĩ rằng khó mà theo đuổi nghề diễn viên múa chuyên nghiệp. Niềm say mê từ nhỏ của em, do tập luyện nhiều, khớp gối thường xuyên chấn thương gây đau nhức và cử động khó khăn. Vậy mà sau hơn 6 tháng ăn gạo lứt, theo thực dưỡng khớp gối phục hồi không còn đau nữa. Tố Như hiện là diễn viên múa chuyên nghiệp, là Á quân thử thách cùng bước nhảy 2012, giải nhì cuộc thi tài năng trẻ toàn quốc tại Đà Nẵng 2017, là đại diện Việt Nam thi múa ba lê tại Bắc Kinh Trung Quốc năm 2012. Cho đến nay, em sở hữu 6 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 3 huy chương đồng của các giải aerobic trong nước. Em là một trong những diễn viên hiếm hoi, múa tốt nhiều thể loại như múa ba lê, múa đương đại, múa dân gian, cũng như tất cả các thể loại khác. Em tốt nghiệp trường múa Thành phố Hồ Chí Minh, em học từ năm lớp 6 đến năm lớp 12, vừa học múa vừa học văn hóa. Hiện em là sinh viên năm 4 ngành quản trị kinh doanh trường Đại học Sài Gòn. Em sinh năm 1995 và nhà ở quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. Tố Như thường bị nhức mỏi toàn thân, đặc biệt đau nhức khớp gối nhiều do chấn thương. Đó là hệ quả của việc tập luyện nặng và công phu. Các động tác tập bật và tập nhào lộn, lộn trước lộn sau gây chấn thương dây chằng đầu gối trái, làm tái đi tái lại nhiều lần. Khi cử động đầu gối kêu lắc rắc, đi lên cầu thang cũng đau, chạy cũng đau, nhào lộn, nhảy càng đau hơn. Em lo lắng và tưởng chừng không thể tiếp tục sự nghiệp múa. Tố Như rất chú trọng đến chế độ ăn cho một diễn viên múa chuyên nghiệp. Các sách vở, bài viết liên quan ăn uống đều thu hút sự chú ý của em. Em đọc được bài báo về ăn gạo lứt mà chữa được bệnh. Ban đầu em cũng bán tín bán nghi bài báo. Em sực nhớ mình cũng đang ăn xôi nếp lứt mỗi sáng. Em nhớ lại hôm đó, tình cờ mua xôi nếp lứt của thực dưỡng Khai Minh để ăn sáng trên đường đi học khoảng 1,5 năm về trước. Em thấy xôi nếp lứt dễ tiêu và không nặng bụng như ăn xôi nếp trắng. Từ đó sáng nào em cũng ghé quán mua xôi lứt để ăn. Em bắt đầu tìm hiểu gạo lứt và thực dưỡng và biết thêm Khai Minh còn có nhiều món chế biến từ gạo lứt. Em thường tham gia những buổi chia sẻ kinh nghiệm thực dưỡng do Khai Minh tổ chức và em học hỏi được nhiều. Em có ý định ăn cơm lứt và đem việc này bàn với mẹ, hai mẹ con sống thân thiết giống như hai chị em. Việc lớn việc nhỏ em đều nói với mẹ và xin ý kiến. Ban đầu mẹ cũng sợ ăn như vậy sẽ thiếu chất nên không đồng ý. Nhưng sau đó ngày nào mẹ cũng đi mua cơm lứt hoặc bún phở hủ tiêu lứt cho em ăn và cho cả mẹ nữa. Khi mẹ chưa đồng ý, em trốn mẹ ăn 3 ngày chỉ gạo lứt với muối mè mà thôi, không ăn thêm bất kỳ thứ gì khác. Em thấy có tác dụng ngay, đầu gối bắt đầu bớt đau, cảm giác cơ thể tốt hơn, cảm giác nhạt tốt hơn. Em rất nhạy cảm, lại là diễn viên nữa nên một thay đổi nhỏ trong cơ thể là em cảm nhận được ngay. Nhờ ăn gạo lứt thường xuyên mà hai đầu gối không còn đau nhức, lên xuống cầu thang không bị đau, không còn kêu lắc rắc. Tối ngủ không bị chuột rút như trước đây, do cường độ tập luyện nhiều, nhất là tập múa ba lê, các khớp dẻo dai hơn, ép dẻo nhẹ nhàng hơn, làm được các động tác uốn dẻo khó. Lúc trước một ngày không luyện ép dẻo là hôm sau các khớp cứng lại liền, nhưng bây giờ thì không ép hôm sau vẫn dẻo như thế. Bây giờ người nhẹ nhàng, cảm thấy người như có lò xo, khi nhảy rớt xuống nhẹ như con mèo và không biết mệt mỏi, có thể nhảy được vài lần nữa, em nói. Ngày trước ăn trái cây nhiều, ăn bánh ngọt nhiều, uống nước nhiều làm chân tay bị phù và tinh thần không vững. Nếu ra biểu diễn mà bị vấp, trong đầu liền nghĩ chết rồi đã bị vấp là xem như buổi diễn hôm đó không như ý muốn. Bây giờ, dù có bị vấp vẫn giữ bình tĩnh và điều chỉnh động tác. Ngày xưa ra biểu diễn hay hồi hộp không tiết chế được, sau khi ăn gạo lứt thấy không còn hồi hộp nữa và có thể làm chủ khi diễn. Dĩ nhiên lo thì vẫn lo, nhưng dễ tập trung vào bài diễn không bị xung quanh tác động. Ngày xưa hay lo ra, hay để ý những người khác nên dễ bị phân tâm và ức chế. Bây giờ không còn như vậy nữa. Hôm nào ăn món âm làm người dễ bị buồn. Khi bị buồn là thích ăn món âm. Trước đây hay buồn, nhưng bây giờ không dễ bị buồn, dễ dàng vượt qua việc mà làm mình buồn. Được hỏi có dự định ăn gạo lứt lâu dài không, em trả lời ngay. Có chứ, ăn gạo lứt tốt. Cái ngọt của nhai gạo lứt rất ngon mà. Em theo thực dưỡng để phục vụ cho nghề nghiệp diễn viên múa. Để không bị tăng cân, để không bị đau các khớp. Lúc trước khớp gối đau triền miên nên uống thuốc tây nhiều. Uống thuốc tây nhiều thì sợ tác dụng phụ của thuốc. Em biết được trong ngành múa cũng có vài người sử dụng gạo lứt. Đó là một phần củng cố niềm tin của em với thực dưỡng. Bây giờ tai em thính hơn, nghe xa hơn, mũi cũng nhạy hơn với các mùi. Đặc biệt nhớ nhanh hơn nên học bài tốt hơn, đỡ mất thời gian hơn. Mẹ em cũng vậy, nhớ tốt hơn. Thấy em ăn gạo lứt, mẹ em ăn thử thấy ngon nên mẹ cũng ăn theo. Mẹ bị phẫu thuật vì bệnh trĩ. Bác sĩ khuyên về ăn trái cây, nhất là ăn đu đủ nhiều đến đổi da chuyển thành màu vàng. Nhưng táo bón vẫn không thuyên giảm.
Từ lúc mẹ ăn xôi lứt nhuận tràng tốt không còn bị táo bón, nên ngày nào cũng mua xôi lứt ăn. Và thời gian gần đây, ăn thêm thức ăn từ gạo lứt. Mẹ em nói, bây giờ các món bún ở đây thấy ngon, thơm mùi gạo, còn bún trắng ở ngoài ăn không thấy bài mùi gạo. Ăn thực dưỡng không thấy trướng bụng, khó tiêu như ăn trong tiệm chay. Còn ăn hủ tiếu hoành thánh làm từ gạo trắng trong các quán ở ngoài, ăn xong thường bị buồn nôn, cảm thấy cơ mặt giật giật, chắc do sử dụng nhiều bột ngọt. Trước đây em thường xuyên bị táo bón, bây giờ không còn nữa. Em thấy ăn gạo lứt tốt, lại có mẹ ủng hộ cùng ăn. Em mong muốn những người còn lại trong gia đình em, đặc biệt là ông ngoại, cũng ăn gạo lứt thay gạo trắng để có được sức khỏe tốt. Em cũng mong muốn mọi người sử dụng gạo lứt làm thức ăn chính và tạo ra thực phẩm sạch không nhiễm hóa chất để đi cũng được ăn đồ sạch. Khi còn trẻ, luộc phủ ngũ tạng còn khỏe cho nên dễ dàng phục hồi các tổn thương. Khi sử dụng thức ăn đúng gạo lứt, các bạn trẻ ăn gạo lứt theo thực dưỡng sẽ thấy kết quả nhanh hơn người lớn tuổi. Diễn viên búa cần phải có tạng gan và tạng thận tốt, vì tạng thận chủ về cốt tủy và chủ về thần. Người có thận mạnh đều có bộ xương rắn chắc và tinh thần vững vàng xuất hiện trước đám đông không bị mất bình tĩnh. Tạng gan chủ về gân, tạng gan mạnh mới cho bộ gân dẻo và bền để giữ vững chắc cho các khớp và các cơ khi ta cử động. Những thức ăn có thể hại đến tạng thận và tạng gan nếu sử dụng nhiều như trái cây, thức ăn có đường, thức ăn lạnh, rượu bia, thuốc lá, nước đá, bột ngọt, thức ăn nhiễm hóa chất. Ăn trái cây và rau nhiều sẽ gây táo bón. Hai loại này đều thuộc loại là âm, âm có tính trương đỡ, dương có tính co rút. Khi ăn vào chúng làm đường ruột nở ra, đường ruột nới rộng sẽ chứa nhiều chất cặn bã và giữ lại lâu hơn trong cơ thể. Đồng thời có thể tái hấp thu nước, làm cho phân thiếu nước, làm đi cầu khó lâu ngày sinh ra bón. Đây gọi là bón do hàn, âm. Nếu bón do nhiệt, dương thì ăn trái cây và rau có thể hết. Nhiều người hiểu lầm điều này nên càng ăn trái cây và rau thì càng bón. Ứng dụng âm dương để phân loại thức ăn. Âm dương luôn dịch chuyển và tinh tế. Để dễ hiểu, tiên sinh Osawa đã phân loại âm dương theo một số ngành trong quyển Gen Macrobiotics. Theo triết học đông dương, không thứ gì là nằm ngoài âm và dương trên trái đất này. Theo vật lý, âm dương là hai lực ly tâm và hướng tâm. Lực ly tâm là trương đỡ, tạo ra im lặng, tĩnh, lạnh và tối. Trái lại, lực hướng tâm là co rút, tạo ra âm thanh động, nóng và sáng. Những hiện tượng vật lý sau là hệ quả của hai lực cơ bản này. Cung hướng về âm, trương đỡ, dương co rút. Về vị trí, âm là bên ngoài, dương là bên trong. Về cấu trúc, âm là không gian, dương là thời gian. Về chiều hướng, âm hướng lên, dương hướng xuống. Màu sắc âm là tím, dương là đỏ. Về nhiệt độ, âm là lạnh, dương là nóng. Về trọng lượng, âm là nhẹ, dương là nặng. Về yếu tố, âm là nước, dương là lửa. Về nguyên tử, âm là điện tích âm, dương là điện tích dương. Về các nguyên tố, âm là chữ K, potassium là đại diện cho nguyên tố âm. Tất cả các nguyên tố trong bảng tuần hoàn là O, P, C, A, N đều là âm trừ một ít trong cột dương. Và cột dương là natri, sodium đại diện cho nguyên tố dương. Các nguyên tố dương trong bảng tuần hoàn này là H, A, S, C, Li, Ti, Ma, Ye. Về sinh tế học, âm xứ sở là nhiệt đới, dương xứ sở là hàn đới. Về mùa, âm là sinh trưởng trong mùa hè và dương là mùa đông. Về sinh vật học và sinh lý học. Về sinh vật, âm là rau củ, dương là thú vật. Về nông nghiệp, âm là rau xanh, dương là hạt cóc. Về giới tính, âm là giống cái, dương là giống đực. Về hệ thần kinh, âm là giao cảm, dương là phó giao cảm. Về sinh sản, âm là mùa lạnh, dương là mùa nóng. Về chuyển động, âm là nhẹ nhàng, dương là mạnh mẽ. Về vị, âm là ngọt, chua cay và dương là mặn, đắng, ngon ngót. Về vitamin, âm là C, dương là A, D, K. Quý vị thân mến, từ phân loại của tiên sinh Osawa, chúng ta có thể ứng dụng vào việc là lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Khuynh hướng là trương đỡ là âm, còn co rút là dương. Ví dụ, rau cải xanh lá to trương đỡ âm hơn rau bồ ngót lá nhỏ co rút. Rau lang âm hơn rau muống vì là rau lang to hơn lá rau muống. Theo chiều hướng, các loại rau hướng lên âm hơn các loại củ đâm xuống đất. Ví dụ, rau dền âm hơn cà rốt. Nói cách khác, cà rốt dương hơn rau dền. Rau má bỏ ngang dương hơn rau cải thìa, mọc hướng lên. Về màu sắc, các màu đi dần từ dương sang âm, đỏ, cam, vàng, trắng, lục, lam, chàm, tím. Ví dụ, bí đỏ dương hơn bí xanh, củ cải trắng âm hơn củ cà rốt. Về nhiệt độ, thức ăn làm lạnh âm hơn thức ăn không ướp lạnh. Thức ăn khi nóng dương hơn thức ăn khi nguội. Thức ăn nấu chín dễ trả nát âm hơn thức ăn đầu chín khó bị trả nát. Củ cải trắng âm hơn củ cà rốt vì củ cải trắng nấu chín dễ trả nát hơn. Về chứa nước là yếu tố, củ cải trắng chứa nhiều nước và âm hơn củ sắn, củ đậu chứa ít nước.
rau dền nước ít dương hơn rau mồng tơi nước nhiều. Về nguyên tố, thức ăn nào chứa nhiều kali hơn thì âm hơn, và thức ăn nào chứa nhiều natri hơn thì dương hơn. Theo tiên sinh Osawa, thức ăn có tỷ lệ kali trên natri bằng 5 là quân bình, mà lớn hơn 5 là âm hơn, và nhỏ hơn 5 là dương hơn. Trái cam có tỷ lệ kali trên natri nhỏ hơn trái chuối nên trái cam sẽ dương hơn trái chuối. Về sinh vật, thức là rau củ thì âm hơn, thức ăn là thịt cá. Về nông nghiệp, thức ăn là lá cây thì âm hơn, thức ăn là hạt cốc, ngũ cốc. Về vị, trái khổ qua đắng dương hơn trái dưa leo lạc, trái ổ ít ngọt dương hơn trái xoài chua. Về vitamin, trái chanh nhiều vitamin C nên âm hơn trái quýt, trái gấc nhiều vitamin A nên dương hơn trái bưởi. Về chuyển động, con ngựa dương hơn con heo vì con ngựa chạy hoạt động nhiều hơn con heo. Thịt lưỡi heo dương hơn thịt sườn heo vì lưỡi heo cử động nhiều hơn. Còn về xứ sở, thông thường xứ sở nhiệt đới sản sinh những thực phẩm âm, còn xứ sở ôn đới sản sinh ra những thực phẩm dương. Ví dụ như trái cây có nhiều ở xứ nhiệt đới, nhân sâm thì ở xứ lạnh như Hàn Quốc. Về mùa, trái xoài thu hoạch vào mùa hè âm hơn trái quýt thu hoạch vào mùa đông. Ăn uống hợp lý từ thời thiếu nữ. Thực phẩm không chỉ nhằm an ủi cái dạ dày, sử dụng thực phẩm cũng là một thái độ đối với cuộc sống. Ngay cả những người hoạt động trong lĩnh vực búa vốn cần nhiều dinh dưỡng cũng vẫn có những phương pháp điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý. Câu chuyện của cô gái xinh đẹp Trần Hương Lan, sinh năm 1987, đang sinh sống ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, rất đáng để chúng ta tham khảo. Cơ duyên nào đưa em đến với thực dưỡng? Khoảng tháng 3 năm 2011, trong khi tìm kiếm chế độ ăn thuần chay dành cho diễn viên búa chuyên nghiệp, em đã tìm thấy kiến thức thực dưỡng thỏa mãn những nhu cầu bản thân lúc bấy giờ. Khi ấy, vừa là sinh viên hội họa của trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, vừa là diễn viên múa của vũ đoàn UDG, em rất vất vả để theo đuổi hai công việc này. Thế nên chế độ chay cho em ngoài yếu tố đủ chất còn phải đơn giản và tiết kiệm. Em thấy thực dưỡng thỏa mãn hoàn toàn những yêu cầu này và theo nó cho đến hôm nay hơn 5 năm rồi. Hỏi, trẻ mà theo môn này không sợ người khác chê em già trước tuổi hay sao? Năm 24 tuổi em bắt gặp thực dưỡng. Ở tuổi này người ta thường ổn định về sự nghiệp hay gia đình, nhưng với em mới tìm thấy ánh sáng của đời mình. Ban đầu em nghĩ mình đến với thực dưỡng hơi muộn. Tuy nhiên khi bước vào thế giới thực dưỡng, em thấy mình thuộc nhóm trẻ hiếm hoi say mê môn này. Vì thế em được các anh chị và cô chú chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực dưỡng quý báu. Hơn nữa em biết rằng có sự khác biệt rất là lớn giữa già nua và trưởng thành. Có người trông dáng vẻ trẻ nhưng thần thái khiến người khác kính nể. Có người thì nhìn vẻ ngoài già nua nhưng dường như thiếu vắng sự trưởng thành. Vậy nên dù là dáng vẻ bên ngoài, dù môn gì mình cũng say mê theo đuổi, chẳng thể đánh giá mình già hay trẻ hoặc trưởng thành hay thơ ngây. Thậm chí ai đó có đánh giá đúng hay không đúng về em thì điều đó sớm muộn gì cũng qua đi. Quan trọng là sống hòa hợp với tự nhiên để thuận theo trật tự vũ trụ, hòa hợp cùng sống an vui tự tại giữa đời thường thế thôi. Thực dưỡng đã mang lại lợi ích gì cho em? Thực dưỡng cho em những lợi ích sau: tràn đầy năng lượng, không những tràn đầy sức sống ở cơ thể mà còn giảm năng lượng tốt lành trong tâm trí. Năng lượng cơ thể rất dễ được cảm nhận với một diễn viên chuyên nghiệp. Em tập múa khỏe hơn trước, cơ bắp phục hồi rất nhanh và tỷ lệ chấn thương giảm đáng kể. Năng lượng tâm trí tốt hơn được biểu hiện qua chất lượng suy nghĩ. Số lượng suy nghĩ cần thiết, tích cực và hướng thượng chiếm gần như toàn bộ tâm trí. Ăn ngon giảm ít để trẻ lâu hơn, tiết kiệm thời gian nấu nướng, ăn uống và giúp giảm hẳn việc thèm vặt lung tung. Ngủ sâu và ngủ ít để lao động sáng tạo và vui chơi nhiều hơn. Đặc biệt, đồng hồ sinh học của cơ thể hoạt động nhịp nhàng ứng với tự nhiên. Thường muốn sắp xếp nghỉ ngơi sau khi mặt trời lặn, cơ thể muốn đi ngủ tầm 21 đến 22 giờ và thức dậy lúc 2 đến 3 giờ sáng. Hỏi, em có cảm thấy tư duy thay đổi sau một thời gian áp dụng thực dưỡng không? Tư duy thay đổi theo hướng tươi sáng hơn sau một thời gian áp dụng thực dưỡng. Em cảm thấy điều đó rất rõ ràng, tầm nhìn về giá trị sống cao đẹp hơn, những ước mơ và hoài bão trở nên cao thượng hơn nhưng rõ ràng và thực tế hơn. Cụ thể, trước khi thực dưỡng, em chỉ biết có bản thân mình, nghĩ gì làm gì đều hướng tới lợi ích cá nhân trước tiên. Nhưng sau khi theo thực dưỡng, mọi suy nghĩ và việc làm đều hướng tới lợi ích cộng đồng. Kỳ lạ thay, khi sống với những giá trị cao đẹp hơn thì những lợi ích cá nhân cũng được thỏa mãn theo. Em có thể chia sẻ chế độ ăn hiện thời của em không? Chế độ ăn hiện tại của em là chay thực dưỡng khoảng 70-80% các loại, tức gạo lứt, 20% rau củ và 10-0% canh. Em đã không ăn thịt, cá, trứng và sữa động vật từ 7-8 năm nay. Em theo chế độ ăn thuần thực vật trước khi theo thực dưỡng. Nhận thấy chế độ thuần chay đem đến nhiều lợi lạc nên em duy trì đến bây giờ. Đối với thực dưỡng có thể dùng một ít thịt cá mà vẫn khỏe mạnh, nhưng em chọn cấp thực dưỡng cao hơn. Tương lai em muốn trở thành người thực dưỡng cốc loại chứ không chỉ dừng ở mức thực dưỡng rau củ như bây giờ. Vì cấp thực dưỡng càng cao càng khó thì tự do và công bằng hạnh phúc càng lớn càng nhiều. Hỏi, em có gặp phải khó khăn khi theo thực dưỡng không?
Khi theo thực dưỡng, khó khăn lớn nhất là ba mẹ và anh hai phản đối. Em đã cố gắng thuyết phục người thân bằng cách không dùng lời, có nghĩa là em nỗ lực trang bị kiến thức thực dưỡng đầy đủ. Em đã đọc khoảng 100 quyển sách thực dưỡng, rồi tìm gặp những người thực dưỡng lâu năm để học hỏi, đối chiếu kinh nghiệm thực tế với lý thuyết. Quan trọng là em thực hành thực dưỡng nghiêm ngặt. Như thế, nếu gặp chuyện gì khó khăn, em có thể tự giải quyết và không làm phiền lụy đến người thân. Người thân thấy em tiến bộ sau một thời gian nên không phản đối nữa. Đã hơn 5 năm thực dưỡng, em dần chứng minh các lợi ích từ thực dưỡng cho gia đình thấy. Tuy nhiên, ba mẹ và anh hai cũng chưa quan tâm nhiều đến thực dưỡng. Em mong muốn toàn gia đình cùng theo thực dưỡng, vậy nên em đang ra sức thuyết phục cả gia đình cùng ăn thực dưỡng. Hỏi: hình như em rất tâm đắc với chọn lựa đặc biệt của mình. Hiện tại em đang hoàn toàn dốc sức chia sẻ phương pháp thực dưỡng cho những người muốn tìm hiểu. Càng nhiều người theo thực dưỡng thì vấn nạn thực phẩm bẩn và bệnh nan y càng được giải quyết triệt để. Mọi người được hưởng thực phẩm lành và ai cũng khỏe mạnh là mục đích của thực dưỡng. Em đã sắp xếp toàn bộ thời gian sống để xây dựng và phát triển thực dưỡng. Có thể nói, sự nghiệp thực dưỡng là của cộng đồng, xã hội và thế giới, cũng là sự nghiệp của chính em. Em còn viết bài chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực dưỡng cho các trang mạng truyền thông. Em cũng hướng dẫn nấu ăn thực dưỡng và diễn thuyết thực dưỡng ở các khóa học hợp tác của một số tổ chức. Có thể theo dõi các hoạt động phát triển thực dưỡng của em ở website www.thucduongosawa.com.vn và Facebook Trần Hương Lan Thơ. Em có nhắn nhủ gì cho người mới vào thực dưỡng không? Em muốn nhắn gửi người mới vào thực dưỡng nên đọc quyển sách thực dưỡng thật kỹ, nhất là những quyển sách của người sáng lập thực dưỡng George Osawa. Nếu chưa đọc sách thì nên từ bỏ thịt cá, giảm bớt ăn muối lại. Nên tìm mọi cách để thấu hiểu sách thực dưỡng của tiên sinh Osawa, là thấu hiểu tư tưởng và tinh thần của người. Đây chính là cách thực dưỡng thành công nhanh nhất, hiệu quả nhất, an toàn nhất và chính xác nhất. Hỏi: em có dự định thai giáo và nuôi con theo thực dưỡng không? Khi dự định có con, chắc chắn em sẽ thực hiện thai giáo và nuôi con theo thực dưỡng. Em có cơ hội tìm hiểu và giao lưu với nhiều gia đình nuôi con và thai giáo theo thực dưỡng. Em thấy những đứa trẻ thực dưỡng ít bệnh vặt, ngoại hình cân đối, đặc biệt rất thông minh và ngoan ngoãn. Em thấy phương pháp thực dưỡng của tiên sinh Osawa hoàn chỉnh chưa? Theo em thì đã hoàn chỉnh rồi, từ đó mỗi cá nhân tự sáng tạo cho phù hợp với lối sống của mình. Em thích điểm nào trong lý thuyết của tiên sinh Osawa? Có điểm nào em không thích? Em thích quan niệm tự do, công bằng và hạnh phúc vô biên trong lý thuyết thực dưỡng của ngài. Từ việc chỉnh sự ăn uống mà ngài đã giúp cho nhiều người nhận ra tự do, công bằng và hạnh phúc vô biên. Điều này thật không dễ dàng nhưng thú vị, và chưa có điểm nào trong lý thuyết thực dưỡng của tiên sinh Osawa làm em không thích cả. Ha ha ha, 问什么的说